Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương, tàu khách Bắc Nam tiếp tục tạm dừng đón trả khách tại nhiều ga trên tuyến. Cụ thể, tàu khách tiếp tục tạm dừng không đón trả khách tại ga Sài Gòn đến khi có thông báo mới, không đón hành khách đi từ ga Dĩ An, Bình Dương đến các ga, không đón trả khách tại các ga Biên Hòa, Long Khánh, Đồng Nai đến hết ngày 1 tháng 8, không đón trả khách tại các ga Ninh Hòa, Khánh Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên kể từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Từ ngày 25 tháng 7, tạm dừng đón trả khách tại ga Hà Nội cho đến khi có thông báo mới. Hành khách đã mua vé có ga đi, ga đến là các ga trên và có ngày đi tàu trong thời gian tạm dừng đón trả khách được trả vé, bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm 2021. Nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết, hành khách sẽ được hoàn lại trong năm 2022. Hiện trên toàn mạng lưới, ngành đường sắt chỉ chạy hàng ngày duy nhất đôi tàu khách thống nhất SE7 trên SE8 trên tuyến Bắc Nam.